Mít Nhi xin chào. Chị ơi, ngày thứ ba. Ok, ngày thứ ba mà thấy vẫn còn tươi ha, là cũng còn ngon nha. Hôm nay chị sẽ cho uống một món detox giảm cân là có cần tây nè, táo nè, khế. Khế mà khế chua nha, ngay chảy nước miếng rồi đó. Rồi có thêm gừng để cho thải độc cũng như là trao đổi chất nhanh, dễ giảm cân. Và có thêm nước cốt chanh. Rồi, bắt đầu nha. A few moments later. Rồi, đây là đã có một cái ly detox cần tây kết hợp cho em đây. Và trong này á, lượng calo là 170 calo thôi. Cho nên á, mà đặc biệt là mình uống vào á, thì mình sẽ đủ vitamin nè, dưỡng chất. Cho nên khi mình đủ chất á, thì mình sẽ không có bị thèm ăn. Và tất nhiên là phải tập thể dục nữa mới giảm cân. Rồi, mời em. Trời, chị bỏ gì trong này vậy? Mà sao? Ngon. Trời, ngon rồi cũng vậy nữa, cũng rảnh. Giữ cái nếp tới ngày mai còn được uống ngon, chứ còn hơn ngày mai là còn dở tan nát nha. Dạ, ok chị. Rồi, bye nha, mai gặp lại nha.